tầm hơn chục triệu mà các bác muốn một chiếc đồng hồ thùng dài như Oro 36, tiếng chuông cũng như Oro 36, thì đây là chiếc đồng hồ các bác nên xem hết video để các bác nhé. Cũng chơi trên bộ gồng nỏng máng và tiếng chuông nó cực kỳ là hay luôn. Các bác thấy độ ngân thế nào? Quá tuyệt vời luôn, tròn tiếng, rất là ngân ngạc.